khi nào thì được thay pin bảo hành. Không quan trọng là anh em đang dùng máy gì, không quan trọng là dùng trong bao lâu và không quan trọng là dùng như thế nào. Pin xuống 81% sẽ được thay pin miễn phí không giới hạn. Thì nếu mà anh em đang mua máy của Hoàng Kiên, lỗi nhà sản xuất sẽ được đổi sang một máy khác. Còn pin ý, trong một năm sẽ được thay miễn phí. Như con máy này của anh khách thì anh ấy dùng gần một năm rồi, còn một tháng nữa thôi là hết hạn bảo hành. Pin hiện tại xuống 81% nên sẽ được thay pin miễn phí luôn nhé. Pin em thay cho anh em ấy là pin của một bên thứ ba, tuy nhiên chất lượng rất ổn áp. Anh em yên tâm là dù có thay pin bảo hành thì chất lượng của quả pin vẫn phải đảm bảo. Bởi vì một con máy có thay pin hay không ấy thì Hoàng Kiên vẫn phải bảo hành như bình thường. Và không ai muốn thay một quả pin kém chất lượng để phải mất thời gian cho cả đôi bên. Quá trình thay pin thì rất là đơn giản và nhanh chóng. Nhưng mà các bác có mua online ở xa hay là ở gần thì cũng phải bớt chút thời gian mang máy qua hoặc là gửi máy về để kỹ thuật bên em có thể trực tiếp thay. Vì như thế thì sẽ giảm thiểu rủi ro không đáng có và đảm bảo được mọi quyền lợi bảo hành cho anh em nhé. Thay pin thì sẽ không ảnh hưởng gì đến các chức năng của máy cũng như chế độ bảo hành lên đời sau này. Máy sau khi đã thay pin thì vẫn được bảo hành 1 đổi 1, rơi vỡ vẫn được sửa chữa free, reset bảo hành chỉ 500k và lên đời vẫn thu vào đúng 100% giá bán lẻ. Còn máy đã thay pin thì hết bảo hành 3 năm hay là 5 năm vẫn thu vào 90% giá em đang bán và không bị trừ phí pin nhé. Với những quyền lợi mà anh em được hưởng như trên thì cứ yên tâm mà sử dụng, có vấn đề gì thì đều có Hoàng Kiên lo hết. Thế nhá.